Trận đấu được bắt đầu. Người thứ hai giữa đội Việt Nam là Thanh Trí. Xin lỗi ơi, các cầu thủ của đội Việt Nam đại diện hình của Hải đã cướp được bóng của cầu thủ số 2. Một quả đá bất tiên cho đội Việt Nam của Hải. Đội Việt Theo Quân Hải được thưởng quả đá phát biên. Không có gì nguy hiểm. Qua một cầu thủ, hai cầu thủ chết. Cầu thủ số 2 của đội Việt Theo Quân Hải. Sang bên. Ra đi. Của Phạm Văn Lân của thông qua được cầu thủ số 2. Một pha đi bóng rất là khéo. Rất nguy hiểm. Không vào một pha tấn công của đội phóng thanh truyền hình của Hải. Đội phóng thanh truyền hình được Nguyễn Văn Góc. Cầu thủ số 2 không qua được, không kịp. Cầu thủ của đội Phan Thanh Hùng đã cướp được bóng, bị chuyền bóng cho đồng đội, nhưng rất tiếc đồng đội không hiểu ý trong tình quyền. Cầu thủ số 2 đội Việt Theo Quân Hải đã có bóng trong chân, bị đi ra một cầu thủ không được, rất nguy hiểm, chết. Không vào thủ môn của đội. Của đội Việt Theo Quân Hải. Nhưng hiện tại khung thành của Việt Theo Quân Hải vẫn đang được bảo vệ vững chắc. Những cơ hội rất là nguy hiểm liên tục tận thảm khung thành của đội Phát Thanh Truyền Hình Hải, nhưng thủ môn của Phát Thanh Truyền Hình Hải rất là xuất sắc cản phá được hai cú sút của Việt Theo Quân Hải. Cú thua một pha tấn công Phát Thanh Truyền Hình Quân Hải rồi Phát Thanh Truyền Hình Hải chết không vào. Một pha bóng tăng cấp rất là quyết liệt. Một quả phát bóng quyền cho Việt Theo Quân Hải. Một cú sút từ xa. Một pha phối hợp không thành công. Bóng lại đến cầu thủ số 12. Phát Thanh Truyền Hình Hải có cơ hội. Không qua được lại một lần nữa, không thể qua được cầu thủ. Đội Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi được hưởng quả vấp. Chị mặc dù đã cố gắng nhưng mà chị đã không theo kịp được quả truyền của đồng đội. Lên đây chưa? Văng vô. Văng vô đi. Được hưởng quả đá biên. Từ từ để con Linh nó thấy cho rồi. Quý vị, một pha bóng lộn xộn trước khung thành của đội Việt Theo Quân Hải. Góc, 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 văng vô đó góc luôn. Đã đi hết đường biên ngang
để cho người của ngài điều khiển của đá Phật đó. Có hình truyền hình của ngài nhưng rất tiếc cú sút cuối cùng đã không đi chính đích. Mặc dù thủ môn đã vượt ngoài tầm kiểm soát nhưng rất tiếc cú sút không chính xác về phía khung thành của đội Việt Nam của ngài. Rất hay. Rất hay. Được cho Phật lỗi. Ngài thực hiện một quả đá phạt trực tiếp trước khung thành của đội Việt Nam của ngài. Một quả rất là nguy hiểm. Có đây bấm thẳng đi luôn, bấm thẳng. Thấy một pha đá phạt lên cho đội Việt Nam của ngài. Tự nhiên giờ ta đâu. Hay không mấy hay không chưa đó hiệp thôi, gỡ lại chứ. Bóng không qua chân. Nhớ bữa ơi từ nghĩa không? Ờ. Không bóng luôn sự. Từ nãy rồi em phải tát chung cái hàng đó rồi. Tham có một sự tham không có cái này. Cái bóng chỉ bóng ngang. Đội số 2. Ồ coi coi. Dễ sợ, dễ sợ. Cái bóng qua hai cầu thủ. Cái bóng hợp rất là hay nhưng các hậu vệ. Và đến lúc này của ngài đi quả đá phát lên. Xin lỗi không vào. Ngay từ những phút đầu tiên của hiệp hai, BTV của ngài đang tạo sức ép rất là căng đi về phía khung thành của đội Việt Nam của ngài. Một lần nữa bóng lại được sút về khung thành của đội Việt Nam của ngài. Thông qua lượt hậu vệ số 23 của đội Việt Nam quân ngoại. Một pha bóng đá ngang của từ từ về khung thành của đội Việt Nam quân ngoại, những cú sút liên tục được BTV tung ra nhưng thật đáng tiếc. Quá xuống quá. Hay quá. Đội BTV.
Tình huống thứ 6 của đội của chúng ta rất là khéo. Cũng phải bóng lộn xộn với Hùng Anh. Chiều bóng, Bidoui, bóng Bidoui. Cũng phá chiều ngang vào Hùng Anh. Nhưng không có cầu thủ nào của Bidoui đón được tiền truyền của đồng đội. Không biết nữa, thấy không coi giờ. Nguy hiểm. Không vào. Một pha thước bóng rất nguy hiểm, nhưng thủ môn của đội Việt Theo đã. Vây vây ra, vô 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 vô. Hạnh hạnh hạnh. Mình đó cũng hai mà. Ô. Ba hồi bữa qua. Bạn này. Đứng ngoài vào là mấy trăm mươi.